chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu sản phẩm giường gấp GB22B. Đây là mẫu giường gấp rất là gọn các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, nó được đựng trong một cái túi có quai đeo này, các bạn có thể di chuyển rất là dễ dàng. Rồi khi mở thì các bạn mở phần túi ra này. Rồi, sau đó các bạn mở phần dây đai. Rồi, mở giường ra như này. Đây các bạn chú ý có một cái thao tác khá là quan trọng này. Các bạn tì tay vào hai cái bên thành giường ở giữa, chính giữa giường này. Các bạn ấn đeo tay là nó sẽ mở ra hết cỡ, thành một cái giường phẳng như này. Đây, giường thì có rất là nhiều chân, kết cấu rất là vững chắc các bạn nhé. Sử dụng cho người lên đến 100kg dùng thoải mái. À, giường dài 1m9 này, rộng 68cm này các bạn này, nằm thoải mái luôn. À, các bạn có thể sử dụng nghỉ trưa ở văn phòng, sử dụng để mang đi du lịch hoặc là cho người nhà ở bệnh viện, sử dụng ở rất nhiều các mục đích khác nhau. Và quan trọng là nó gấp rất là gọn, các bạn có thể để ở bất cứ đâu mà các bạn muốn, để vừa cốp xe luôn các bạn nhé. À, bên thành của giường thì nó có cái phần túi này các bạn này, các bạn có thể để điện thoại, để ví hoặc là để cái đồ dùng cá nhân, rất là hay. À, phần đầu thì nó có hơi nâng lưng một chút, khi nằm thì nó tạo cảm giác rất là thoải mái. Kết cấu của giường thì vững chắc rồi. Rồi khi gấp lại thì các bạn chú ý về cái thao tác gấp nhé. Các bạn có thể lưới lỏng cái khớp bằng cách là giữ hai tay phần đầu này, sau đó lưng nó lên, sẽ gấp lại rất là dễ. 3-5 giây là các bạn gấp xong rồi. Đây, các bạn thắt cái phần dây đai lại, rất là gọn các bạn nhé. Sau đó thì các bạn phủ cái phần túi kia vào. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Các bạn có thể liên lạc theo số hotline bên dưới video hoặc là truy cập website giườngxếp.vn để chọn cho mình một mẫu giường gấp, giường xếp ưng ý nhất. Cảm ơn các bạn.